Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách phía nam đảo Luzon, Philippines khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km.